đây là thấy một rồi. Thấy gì? Thấy vui. Nghe thổi nào. Thấy nhẹ. Ok. Bước xuống phố, lăng kính tôi rực rỡ luôn. Chương trình chăm sóc mắt cộng đồng của Viroto bao gồm các hoạt động khám mắt và mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho bà con trên khắp mọi miền đất nước. Khám mắt học đường cho các em học sinh và sinh viên. Qua buổi khám mắt ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là vui vì sự ân cần và nhiệt huyết của các bác sĩ ạ. Khánh biết rất vui khi được đồng hành, truyền cảm hứng và là cầu nối kết nối giữa Viroto và các bạn sinh viên để các bạn sinh viên có đôi mắt sáng khỏe và được trang bị những kỹ năng mềm cần thiết. Hãy biết ơn chương trình của Viroto. Một đôi mắt sáng khỏe sẽ giúp chúng ta làm được rất nhiều điều trong cuộc sống. Vì vậy hãy cùng Khánh đi đồng hành tham gia đóng góp với quỹ Dạng Người Đôi Mắt Việt để giúp chúng ta có thêm những đôi mắt thấy sáng khỏe. Hãy đồng hành cùng Hen và quỹ Rạng Người Đôi Mắt Việt trong hành trình giúp Việt Nam có nhiều đôi mắt thấy sáng khỏe. Khi thấy là hạnh phúc. Thấy là hạnh phúc. Khi mà tự nhiên thấy cha 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 là tim cũng thấy cha 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 và ta nhiên thấy là hạnh phúc. Viroto cho đôi mắt khỏe đẹp.